Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2 trong phần đọc hiểu online n 2 nhé. Ở bài số 2 này chúng ta sẽ học về việc phân tích kết cấu và thành phần của câu văn. Thực ra thì nó sẽ mang tính chất giống như là học ngữ pháp nhiều hơn là đọc hiểu đúng không nhỉ? Thế nhưng mà đây là những kiến thức mà rất quan trọng do vậy cái video này các bạn hãy xem thật là nhiều lần để có thể củng cố thêm các kiến thức về gì nhỉ? Về thành phần câu, về kết cấu của câu thì khi đó chúng ta mới mong muốn có thể dịch được một cách trôi chảy nhất. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào việc phân loại câu nhé phân loại câu thì người ta sẽ dựa vào mối quan hệ giữa chủ ngữ và vị ngữ người ta phân câu thành bốn loại như sau các bạn tham khảo ở phần bảng ở bên dưới này chúng ta có cột đầu tiên là chủ ngữ chủ ngữ là gì đúng nhỉ vị ngữ là gì và ví dụ của câu đó thì loại câu đầu tiên người ta gọi là câu danh từ shibun đúng, đúng nhỉ loại một type ichi shibun. thì có chủ ngữ sẽ là nani ga hoặc là nani wa vị ngữ là nanida tức là chủ ngữ là danh từ và vị ngữ cũng là danh từ đấy chúng ta lấy một số câu ví dụ nhé ví dụ này kokoa gojune me no son data tức là ở uh, nơi này ấy, vùng này ấy, thì 50 năm trước là nông thôn chúng ta thấy chủ ngữ đây là koko đúng nhỉ là gì đấy là danh từ này thì đuôi là gì đấy nhỉ À no son là cũng là danh từ do vậy nó thuộc loại đầu tiên đấy là câu danh từ câu số 2 này wa Speedo No Dashi tức là nguyên nhân tai nạn ấy là chạy quá tốc độ. Thì chúng ta thấy có danh từ làm chủ ngữ đấy là Gikuno là nguyên nhân của tai nạn và chúng ta có vị ngữ đấy là gì đấy nhỉ? Speedo no à Dashi Sugi đúng nhỉ? Là cái sự gì đấy nhỉ? Sự uh, sự chạy quá tốc độ ấy, sự tăng quá tốc độ. Phải là danh từ nhá. Câu này mà các bạn để lại để là speedo dashi sugita là sai, sai về mặt kết cấu bởi vì đây là gain in là danh từ thì kết nó phải là danh từ chứ không phải là động từ như thế đúng không? Tiếp theo này, watashi no yume wa shakai ni yakunitatsu hito ni naru koto desu. Là ước mơ của tôi là trở thành người có ích cho xã hội. Đấy thì chúng ta có chủ ngữ là watashi no yume và vị ngữ là gì đây nhỉ? koto đúng không? Toàn bộ cái phần từ à uh, cái này cho đến từ na ngữ này chỉ là phần bổ nghĩa từ từ cô tô này thôi. Do vậy các bạn lưu ý rằng loại câu đầu tiên là câu danh từ có chủ ngữ là danh từ và vị ngữ cũng là danh từ nhá. Thì khi dịch chúng ta khi dịch hay là khi viết câu ấy, nắm được cái điều này chúng ta sẽ biết câu không bị sai. Chẳng ví dụ các bạn sẽ không nói là watashi no yume wa, uh, uh, gì nhỉ? Kanemochi ni naritai des Đúng nhỉ Không ai nói là ước mơ của tôi à, Tức là tiếng Việt mình dịch sang ấy Thì có thể nói là ước mơ của tôi là muốn trở thành người giàu Thế nhưng mà tiếng Nhật ấy, thì cái ước mơ nó không thể muốn được Mà phải là tôi muốn thôi Đúng nhỉ Thì khi mình học cái này mình sẽ biết được Nói đúng sẽ phải là Watashi no yume wa kanemochi ni Đúng nhỉ Narikoto desu Nhá Tiếp theo Loại câu số 2 Đấy là Taipu ni à, Keiyoshibun Là câu về tính từ Thì khi đó chúng ta sẽ có phần chủ ngữ đúng nhỉ chủ ngữ này có thể là chủ ngữ chính hoặc chủ ngữ phụ nhá là danh từ và cái vị ngữ nó sẽ là đô đờ đô đà, tức là như thế nào đúng không thì nó sẽ là tính từ đôi y hoặc là tính từ đôi na ví dụ này bê no điều ạ ư mai đúng nhỉ đó là món ăn việt nam ngon Tại sao mình không dùng là Betonamu Diori? Thì thông thường là khi mà không nối như vậy thì tức là khi mà không 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 nối bằng từ nô no ấy thì nó sẽ mang tính chất rất là trang trọng như đây lại dùng từ umai thì nó không được trang trọng bằng cái từ oishi đúng không nhỉ do vậy thì mình chỉ dùng là dạng nối nô no nhá biệt thôn mưa umai <laughs> tức là món ăn việt nam ngon thì chủ ngữ là món ăn việt nam còn vị ngữ là umai là tính từ đối y đúng không hay câu số 2 này uh, fujisawa yuki Yuki Geshiki ga subarashi là gì đây nhỉ? Núi Phú Sĩ ấy thì có có cảnh tuyết rơi rất là tuyệt vời, đúng nhỉ? Có cảnh tuyết rất là tuyệt vời. Thì ở đây nó không phải là chủ ngữ chính, chủ ngữ chính là Fuji san, còn chủ ngữ phụ là à Yuki Geshiki đúng nhỉ? Nghĩa là uh, cảnh tuyết rơi đấy là danh từ thì chúng ta cũng có tương tự. Cái tính từ bổ cái tính từ thể hiện tính chất của nó đấy là từ subarashi là tuyệt vời. Hay câu số 3 này, nó dài hơn và nó phức tạp hơn một chút tức là để mà sống khỏe mạnh ấy, như bạn này có nghĩa là để nhé. khi mà đi với động từ rự cậu mình như bạn nghĩa là để để mà sống khỏe mạnh ấy thì cái thói quen đúng nhỉ? thì cái tập quán thói quen sinh hoạt tốt là một điều rất là quan trọng. đây cũng là một cái phần tương thích với lại kết cấu của đoạn văn này đúng không? có cái đây là chủ ngữ và vị ngữ là tai là tính từ đôi na đúng nhỉ? Đấy là loại câu số 2 Như vậy là loại câu số 2 là loại câu tính từ Tiếp theo là loại câu số 3 Câu số 3 đấy là Thay tự sang là Do shibun là câu động từ Chúng ta sẽ có chủ ngữ Sẽ là, là dạng là nani ga hoặc là nani wa Là một danh từ và Vị ngữ là do Là như thế nào, làm như thế nào Chính là động từ đúng không Ví dụ Watashi sakura kojo de Chủ ngữ là Watashi là tôi này có động từ là hatarai là đang làm việc đúng không? Tôi đang làm việc ở, ở xưởng ở thành phố ở nhà máy Sakura. Câu số 2. Ashita kara Akatsuki Hotel de goho no ten ga hirakareru, tức là từ ngày mai ở khách sạn Akatsuki thì triển lãm các bức tranh của Van Gogh sẽ được mở. Ở đây có từ gì nhỉ? Từ Tên đăng cài có nghĩa là triển lãm đúng không? Goho là ông văn gốc ấy đấy, sẽ được mở ra thì chúng ta thấy rằng có gì đây nhỉ có chủ ngữ lấy là à tên no cài và vị ngữ là Hirakareru đấy tương đương với phần trên nhá tiếp theo này Kotoshi wa Kono chiho wa Yonkai mo Taifu no Higai wo Uketa đây là Higai chứ không phải là Ha À, đúng rồi Higai năm nay ấy, thì cái vùng này chịu thiệt hại do bão những bốn lần đúng nhỉ thì chủ ngữ là Konochiho là một danh từ và vị ngữ là Uketa là động từ đấy đấy là cái loại câu số 3 là câu động từ nhá tiếp theo chúng ta có một loại câu nữa cũng là câu động từ thế nhưng nó khác gì Nani ga chủ ngữ vẫn là danh từ thế nhưng mà đuôi không phải là động từ mấy động từ như làm việc này mở hay là chịu như này nữa đấy mà là những động từ giới hạn ví dụ như là aru hay iru đấy nó là loại câu động từ thế nhưng mà là câu động từ diễn tả trạng thái đúng không ví dụ này watashi wa ima yukuri terebi wo miru jikan ga nai tức là tôi ấy, bây giờ thì không có thời gian thông thả mà xem tivi đúng không hay là eki mae ni wa jiten sha oki ga suka sho aru tức là ở trước ga ấy có một vài chỗ để xe đạp hay là menomae ni ayashi otoko ga iru trước mắt tôi là một người đã đăng kỳ lại. Thế thì các bạn thắc mắc tại sao học đọc hiểu lại phải học những này Đúng nhỉ? Thì đương nhiên là tất cả các câu văn dù phức tạp đến đâu Thì nó đều được cấu thành bởi ít nhất là bốn cái loại câu như này Thì khi mà chúng ta nắm vững được cái đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ ấy Chúng ta sẽ có thể tìm được cái phần nào mà chúng ta nên dịch Đúng nhỉ? Dịch như thế nào cho hợp lý nhá Đấy, bởi vì thông thường khi mà dịch câu văn trong tiếng Nhật Chúng ta dịch từ chủ ngữ trước, đúng nhỉ Sau đó chúng ta sẽ dịch xuôi từ dịch ngược từ dưới dịch lên đấy thì chính vì như vậy khi mà chúng ta xác định được các thành phần câu đúng nhỉ xác định được các loại câu như thế này thì chúng ta có thể thứ nhất là dịch tốt thứ hai là có thể nói tốt đúng nhỉ các bạn không có nói sai như cái ví dụ mà ước mơ của tôi là trở thành nhà giáo rồi thì, thì trở thành người giàu như ban nãy nữa các bạn sẽ nói một cách chuẩn chỉnh đúng đúng không đấy đấy là cái mà chúng ta lưu ý tại sao lại cần phải học cái này là như vậy nhá tiếp theo sau khi phân loại câu đúng nhỉ thì chúng ta sẽ phân tích kết cấu của câu đây là cái phần còn quan trọng hơn cả cái phần trước đúng không nhỉ? lại bảo cnc suốt ngày nói cái gì cũng quan trọng phân tích câu này đầu tiên là các mẫu câu và đối xứng đầu cuối thì cái quan trọng nhất ở đây mình muốn nói đấy là mẫu câu xuất hiện no nó sẽ có dạng là noa đúng nhỉ noa và đuôi sẽ là có thể là người này hito mono đồ vật này toki thời gian uh, tokoro địa điểm này koto là việc này khái niệm trừu tượng kara hay là tam hệ là vì đấy cái câu này dùng trong rất là nhiều trong các bài đọc bài đọc hiểu các bạn cần lưu ý nhá thì khi đấy ấy, cái từ no này nó sẽ thay thế cho hito mono toki tokoro koto gen in hay là riyu phụ thuộc vào cái việc đằng sau nó là hito mono toki tokoro koto kara hay tamệ đấy đây là cái phần rất là quan trọng để làm rõ hơn thì mình sẽ phân tích cho mọi người cái giải thích cho mọi người về cái cái cái, cái câu này là như thế nào nhé ví dụ này chúng ta có này Komata toki ni Tanaka thì chúng ta thấy ở đây có nô no đúng không? Nô no này không phải là tất cả các bạn đều dịch là cái việc hay là cái gì đâu, mà các bạn phải dựa vào cái phần dưới này này, phần sau này này nó là cái gì để các bạn dịch. Ví dụ đây chúng ta thấy thấy là Tanaka Sang đây là người, vậy thì nô no này thay cho từ người, vậy thì khi dịch câu chúng ta phải dịch là cái người mà đã giúp tôi rất là nhiều đúng không? Người mà giúp đỡ tôi khi mà khó khăn là anh Tanaka nhá không phải là cái việc giúp đỡ tôi khi khó khăn là anh Tanaka đúng không? đấy các bạn nhiều bạn sẽ bảo là ô thế thì đây thấy tanaka thì dịch được luôn dễ quá còn gì thế nhưng mà nói thì nói vậy thôi nhưng mà nhiều trường hợp các bạn vẫn không làm được đâu do vậy là các bạn cố gắng là đọc thật là kỹ cái phần này nhá nó liên quan rất là nhiều đến phần dịch câu của chúng ta đấy tiếp theo này chúng ta có này câu số hai kodomo ga ichiban suki na no wa omocha daro là gì đây nhỉ chúng ta thấy rằng nô no này nó sẽ là cái gì nó không phải là người nữa đây về là omocha omocha là đồ chơi thì nó là một đồ vật đúng không thì sẽ sẽ là mono vậy nô no này thay cho mono nô no này sẽ bằng từ mono có nghĩa là khi dịch sẽ là cái thứ mà bọn trẻ nó thích nhất đúng nhỉ cái vật mà bọn trẻ nó thích nhất cái đồ mà bọn trẻ nó thích nhất có lẽ là đồ chơi nhá câu số 3 này hajimete me sang ni atta nisen nên đó tức là cái này lại không phải là hito hay là mono nữa mà chúng ta thấy rằng về sau lại là năm đúng không thì lại là thời gian thời điểm vậy thì lúc này từ nô no thay cho từ toki đúng nhỉ chúng ta sẽ dịch là lúc khi mà tôi gặp anh Minh lần đầu ấy là vào năm 2019 nhá. Khi đằng sau là thời gian thì nô no này dịch là toki là lúc là khi đúng nhỉ? Đấy, đấy là cái mà chúng ta cần biết khi đọc và khi dịch. Tiếp theo sinh ra ở ninh no tức là ở đây về sau chúng ta có là ninh bishono ra là gì nhỉ là một uh, là một gì đây là một cái thôn nghèo của tỉnh ninh bình đúng nhỉ? À nhiều bạn sẽ bảo tại sao tỉnh ninh bình không phải là kền không phải là ninh bình kền thực ra thì chúng ta có cái từ kền ở trong tiếng nhật nó nghĩa là tỉnh thế nhưng mà về việt nam ấy nó lại không dịch số no mama là cái từ kền đó nhé kền đó trong tiếng việt mình nó lại nghĩa là huyện còn chính thức phải dùng chữ chỗ là chữ tỉnh trong từ tỉnh lược ấy thì mới đúng chúng ta thấy rằng ở đây đằng sau là một địa điểm đúng không vậy thì nô này sẽ không phải là người không phải là vật không phải là thời gian mà là địa điểm thì thay cho từ tokoro vậy thì dịch là nơi tôi được sinh ra là một ngôi làng nghèo của tỉnh ninh bình đúng không nhỉ đấy nơi mà tôi đã được sinh ra là một ngôi làng nghèo của tỉnh ninh bình tiếp theo này ima yaru beki doryoku desu đây có phần đằng sau nó là từ đô điều cự có nghĩa là sự nỗ lực vậy thì nó sẽ không phải là người không phải là vật không phải là thời gian không phải là địa điểm mà sẽ là gì đấy việc đúng không đấy bây giờ ấy cái việc cần làm việc nên làm là nỗ lực vậy thì nô no này thay cho từ cô tô nhá tiếp theo này cô nô steak oishi nó kobe kara đuôi lại kết thúc bởi kara des thì nô no này sẽ thay cho từ ryu có nghĩa là lý do đúng nhỉ Đấy. cái lý do mà món stick đây là uh, steaky có nghĩa là món stick là món ăn món 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 gì nhỉ món bít tết đấy món bò bít tết cái lý do mà món bít tết này ngon là bởi vì sử dụng thịt bò cô bê đúng không các bạn đã ăn thịt bò cô bê bao giờ chưa nghe nói rất là đắt đúng nhỉ một trăm gram đến tận một hay là hai man gì đấy hy vọng là một ngày nào đấy được uh, thưởng thức cái món này uh, hoặc là gì nhỉ sê sang kina tha thì trong trường hợp này từ tham mẹ nó giống từ game in nghĩa là nguyên nhân nhé nguyên nhân mà không thể sản xuất được nữa là do không đủ nguyên liệu đấy thì rất là quan trọng đúng không đấy, nhắc đi nhắc lại nhé cái phần này là cái phần cho lên đầu câu đầu tiên bởi vì là phần rất quan trọng khi mà dịch câu bởi vì chúng ta học ở trong phần sơ cấp ấy thì từ nô thay cho từ cô tổ và mọi người hay dịch đấy là việc đúng không nhưng thực ra nô không phải chỉ là mỗi là việc mà còn là người đồ vật đúng nhỉ địa điểm thời gian lý do nguyên nhân đấy thì khi dịch câu thì các bạn đừng có mà cứ noa thì dịch là cái việc nhá Mà phải dựa vào cái vế sau của nó là gì Thì các bạn dịch cho chuẩn xác cho xe nhá. Đấy là cái phần đầu tiên của chúng ta Là cái phần mà mẫu câu đi với noa đằng sau là Các biểu hiện như vậy Tiếp theo Một mẫu câu khác cũng được dùng nhiều Đấy là mẫu câu Naze nara Naze ka to Hay là to yu noa Doshite ka to Là cái phần mở đầu và phần sau nó sẽ là kara Karada hoặc là tame da Thì cái câu này ấy nó sẽ lồng ghép cái câu hỏi và cái câu trả lời luôn vào trong một câu, không phải tách làm hai nữa, đúng không? Đấy, ví dụ này. Ờ, どうしてこの店が人気があるかというと安くて美味しいからです. Tức thì nó nghĩa là nếu nói tại sao cửa hàng này lại nổi tiếng ấy thì là vì vừa rẻ vừa ngon, đúng không? Bình thường thì chúng ta sẽ phải tách làm hai câu đúng không nhỉ? Đó là gì nhỉ? どうしてこの店が人気が Arimasu có là tại sao cửa hàng này lại nổi tiếng vậy thì uh, lại phải trả lời nữa là gì đây nhỉ Yasukute Oishi desu kara hay là kara desu là bởi vì nó vừa rẻ vừa ngon tách làm hai câu đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ cho luôn vào một câu nhá một câu có vừa có câu hỏi vừa có câu trả lời luôn thì sẽ có cái câu như thế này đấy hoặc là watashi ga nihongo kyoshi ni naritai naze nara kore ga watashi no shime da to omoteru kara da tức là Tôi muốn trở thành giáo viên tiếng Nhật tại sao lại như vậy Tại sao lại thế đúng không là vì đúng nhỉ Kara đây là vì này tôi nghĩ tôi luôn nghĩ đây là sứ mệnh của tôi đấy thì chúng ta cũng có thể dùng cái hình thức này nếu như Na nara thì chúng ta sẽ gì đấy nhỉ chúng chúng ta sẽ có cái dạng là đứng đầu câu như thế này nhá còn lại những cái dạng như đôệ cả tối yếu hay là naze gì cả tối yếu tố thì ta sẽ ghép vào đây đúng nhỉ đấy là một loại câu cũng rất là hay gặp tiếp theo mẫu câu thà thôi tố hoặc là đuôi đằng sau là hi tê là câu phủ định thì nó diễn tả rằng đằng trước nói là như vậy thế nhưng thực ra không phải không phải lúc làm như thế đằng sau nó sẽ là phủ định gần như luôn luôn là câu phủ định các bạn nhé đằng trước là một cái điều mà thông thường người ta nghĩ rằng như vậy thế nhưng mà thực tế nó sẽ không như thế đâu thì người ta sẽ dùng mẫu này ví dụ kono saka no sakuhin ga subete rekishi na mono bakari ka to yuto sonna wa nai Naka ni wa karui tachi anai mo Tức là gì nhỉ? À, nói là tác phẩm của cái nhà văn này Tất cả đều là những cái mang tính lịch sử ấy. là điều đấy là sonok sonok của tổ này sonok của tổ không phải là như vậy đúng không nhỉ nói là như vậy nhưng thực ra là không phải như vậy bởi vì sao khá ở trong đó ấy, có những cái gì nhỉ có những cái hướng dẫn có những cái bài viết hướng dẫn đi du lịch nó động chạm một cách nhẹ nhàng thôi chứ nó không có mang tính chất lịch sử đúng nhỉ đấy đây là một cái mà chúng ta cũng cần lưu ý nhá tiếp theo đó là mẫu new ạ đúng nhỉ đằng trước là new ạ đằng sau sẽ là Gai gairu ga oi ga mieru thì cái này chúng ta được học ở trong phần sơ cấp n bốn n năm rồi đúng không sự tồn tại đúng nhỉ sự tồn tại của gì đây của sự vật hiện tượng của người của Uh, đồ vật ở một địa điểm đúng không nhỉ? Thì sẽ dự, sử dụng mẫu này nhá. Ví dụ, kono jo ni wa ni yoi wo ukerarenai kodomo ga Tức là ở trên trái đất này ấy, thì có những đứa trẻ đúng không? Có những đứa trẻ mà không thể nhận được đúng nhỉ? Một nền giáo dục tốt vì nghèo khó đúng không? Thì uh, nắm được cái cấu trúc câu này mọi người có thể dịch được câu một cách rất là đình nhả, ổn nhá, sẽ không bị dối mặc dù là những câu rất là dài chúng ta vẫn có thể dịch được hay là câu tiếp theo này kono anke to cho sa niwa na ka ga tức là ở, trên, ở trong cái bản khảo sát này ấy, ở trên cái bản khảo sát điều tra này ấy, thì có một vài ikutsuka là đếm một vài cái điểm còn fujubun một vài điểm còn chưa đủ chưa trọn vẹn đây, đây là niwa iru, này đây là niwa aru đúng không đây là người nên là iru, đây là uh, sự việc nên là aru hala. Là... Senshu bucho ni teishutsu shita repooto ni wa là ở trên cái bản báo cáo mà nộp cho ở trưởng phòng tuần trước ấy thì có rất là nhiều lỗi sai. Đấy đấy chúng ta cũng lưu ý nhá. Đây là cái mẫu câu số 3 là khi đằng trước là niwa thì đằng sau sẽ là ga rự, ga rự, ga oi và ga rự Tiếp theo một mẫu câu nữa, đấy là đằng trước là niwa hoặc là mê niwa ạ nhưng đằng sau không phải là aru iru uh, à, miru nữa mà là, là bendida, kakaru iru hay là nakereba naranai nó nghĩa là để làm được cái điều đằng trước ấy thì cần phải những gì đó đằng sau thực ra cái này cũng là ngữ pháp đã học trong đời bốn rồi đấy đúng không nhỉ nhưng mở rộng một chút thôi ví dụ nhá wareware wa okina shigoto o tanomareta kitai ni kotaeru ni wa shikari kyoryoku shiau koto ga hitsio da tức là ấy, chúng ta đã được nhờ một công việc rất là đại sự rất là quan trọng ở đây có từ wareware nó giống như từ watashi tachi là chúng ta chúng tôi nhưng mà thực ra thì nó mang tính chất là à, phạm vi rất là rộng lớn đúng không nhỉ nó không phải là chỉ có xưng hô mấy người với nhau mà là nhấn mạnh một cái toàn thể những người trong đấy ví dụ nhỉ wareware và thông thường nó mang tính chất rất là trịnh trọng của cấp trên nói với cấp dưới chúng ta đã được nhờ một cái công việc rất là quan trọng và để mà để mà đáp lại được cái kỳ vọng đó ấy, đúng nhỉ cô tay tự là đáp lại nhá thì cần phải gì đây nhỉ cần phải chưa điều cự là hợp tác đúng không thì cần phải hợp tác với nhau một cách rất là chặt chẽ đúng nhỉ khi mà động từ v mask các bạn bỏ mask cộng với a i mask có nghĩa là làm gì đó một cách gì đấy làm gì đó một cách uh, cùng nhau nhá hay là gì nhỉ cô nôm kunino kezao haten ni <laughs> niwa kanari Tức là để phát triển kinh tế của đất nước này Thì sẽ tốn khá là nhiều thời gian Thì mọi người lưu ý rằng cái từ hạt tên sư là tự động từ nhá Đấy, tự động từ Do vậy, nếu mà muốn nói là để làm phát triển Phải biến nó về dạng thể sai khiến Đó là hạt tên sa xe rự Chứ không được dùng trực tiếp là hạt tên sư rự sẽ sai Và seiko suru tame niwa Ishokenme gambaranakereba naranai là gì nhỉ để thành công thì phải cố gắng hết mình đấy đấy là một số cái mẫu câu của cấu trúc cố định đối xứng với đầu và cuối chúng ta cần lưu ý khi dịch câu đúng nhỉ và khi phân tích nó xuất hiện rất nhiều cho đọc hiểu cần lưu ý kiến thức tiếp theo trong phần này cũng là kiến thức cuối cùng của cái bài này đây là phần bổ sung ý nghĩa cho danh từ đúng nhỉ thì nếu như ở trong các trình độ dưới cái danh từ rất là ngắn ví dụ watashi thì nihon no Diodi chẳng hạn đúng không nhỉ hoặc là phức tạp hơn một chút nữa thì uh, mở rộng ra bằng danh từ no này n1 no n2 hay là tính từ đuôi y tính từ đuôi na rồi thể thông thường thì càng lên cao ấy, thì cái việc gì nhỉ cái phần bổ sung ý nghĩa cho danh từ này nó càng dài thậm chí có những cái uh, có những cái mà chủ ngữ ấy đấy có những cái chủ ngữ là danh từ mà cái phần bổ nghĩa cho nó dài tận một dòng cơ thì vậy là cái mà chúng ta cần phải nắm vững được cấu trúc về một câu đúng không nhỉ cấu trúc về danh từ thì chúng ta có thể dịch được câu đó một cách trọn vẹn thì đầu tiên chúng ta sẽ xem ôn lại các hình thức bổ sung ý nghĩa cho danh từ nhá đầu tiên là dùng danh từ thì để dùng danh từ bổ sung ý nghĩa danh từ chúng ta dùng cách đơn giản là dùng nô no, đúng không nhỉ cái này học từ những bài đầu mina rồi ví dụ watashi no hon là sách của tôi này jidosha no là tạp chí ô tô Tiếp theo là dùng tính từ cũng học trong sơ cấp. Thì tính từ y chúng ta ghép luôn, tính từ đối na chúng ta làm sao đấy. Tính từ đối na chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ cộng với na. Ví dụ như là Atarashi sekatsu là cuộc sống mới này, na kuki là không khí trong lành. Hay là gì đây nhỉ? Kokusei tekina kankyo là một môi trường quốc tế nhá. Tiếp theo là dùng thể thông thường. Đấy, dùng thể thông thường chính là dùng những cái động từ dạng Vự này rồi thì VT, VN, À, tính từ không phải là tính từ Ví dụ Kire na hito là người đẹp Người đấy bây giờ vẫn đẹp nhưng Kire datta hito tức là người đấy là trước đây đẹp thôi Bây giờ không đẹp nữa đúng nhỉ Đấy thì là thể thông thường nhé Ví dụ Majime de usou tsukenai hito Tức là người mà à, Nghiêm túc không biết nói dối Thì các bạn thấy nó rất là dài nhưng mà toàn bộ cái đằng trước này Nó chỉ là bổ sung cho cái từ hito này thôi Và cả cái cụm này vẫn chỉ mang tính chất như một danh từ thôi đấy Hay là gì nhỉ công viên mà bọn trẻ nó là sao đấy? Nó có thể chơi một cách vui vẻ và tự do, đúng không? Có thể vui chơi thoải mái. Nhá, thì cũng rất là dài, nhưng mà phần trước nó chỉ là bổ sung ý nghĩa cho cái từ koen này thôi. Tiếp theo này, xin de dekiru đi đà ga inai jotai. tai, đây là một đây là từ trạng và chữ thái, nó nghĩa là trạng thái, tình huống, tình thế tình thế mà không có một người gì đây nhỉ lãnh đạo có thể tin cậy ở đây có dạng gì nhỉ dạng bổ nghĩa hai lớp này đầu tiên là cái toàn bộ cái này bổ nghĩa cho từ jotai tai tiếp theo lại có từ xin đây cái bổ nghĩa cho từ gì nhỉ đi đà này nhá đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý thì là dùng thể thông thường cái này cái dùng thể thông thường này là trong các bài đọc hiểu n 3 n 2 là dùng nhiều nhất đúng nhỉ thì khi mà mọi người thấy một câu tự nhiên nó một câu tự nhiên nó có nó rất là dài mà nó mới chỉ để thể thông thường thôi đằng sau không phải là ngữ pháp đúng nhỉ mà là danh từ thì chúng ta biết rằng cái danh từ đấy chính là cái mà cái phần thông thường đằng trước đang bổ nghĩa cho đấy phải dịch từ đấy ra từ đấy ra nhé đây hay là một câu siêu dài này yushutsu năm hajimeta Sakura ni yote Tsukurareta Kojo Đây các bạn thấy dài rất là dài đúng không Thế nhưng toàn bộ phần trước này nó chỉ là bổ nghĩa cho cái từ Kojo này thôi Nó có nghĩa là cái nhà máy đúng không Cái nhà máy này mà được tạo ra bởi công ty đúng không Bởi Shogyo thương nghiệp đấy Bởi công ty Sakura Xong cái phần trước này lại bổ nghĩa cho cái từ Sakura Show nhiều đúng nhỉ à cái Sakura show nhiều này là cái có tính chất đấy là nó bắt đầu cái việc xuất khẩu thực phẩm đúng không? Từ 20 năm trước. Đấy. Vậy thì câu này đầy đủ nó là nhà máy được xây dựng bởi công ty Sakura, công ty bắt đầu việc xuất khẩu thực phẩm từ 20 năm trước nhá. Thì thông thường là trình độ đọc N3 và N2 rất là nhiều cái câu mà kiểu kiểu như mấy cái câu này, đúng nhỉ? Thậm chí có những câu mà đến tận hơn một dòng vẫn chưa hết phần Futsuke tiếp theo mới là danh từ để chúng ta dịch thì mọi người lưu ý cái phần này nhá. Tiếp theo đấy là dùng tồi như để bổ nghĩa này. Ví dụ, kore kara Nani osubeki ka to yu phương Tức là gì đây nhỉ Cái nỗi lo cái nỗi lo ấy là từ bây giờ nên làm gì thực ra dùng tối ưu này nó cũng chính là tối ưu chính là tối y nó là dạng thể thông thường thôi nếu mà quy về một mối thì nó chính là cái dùng thể thông thường này nhưng mà cái động từ tối ưu nó hơi bị cái động động từ y nó hơi đặc biệt một chút nên người ta tách riêng đúng nhỉ cái nỗi lo mà đúng nhỉ từ bây giờ ấy thì cần phải làm gì đây đúng nhỉ nên làm gì đây hay là dai nên mô mina cô cổ đệ Atsumaro to là câu chuyện là từ năm sau tất cả lại tập trung ở đây Cũng là dùng như thế đúng không? Đấy là cái mà mọi người cần lưu ý nhé Tiếp theo này Đó là dùng trợ từ cộng Dùng các từ có tính chất như trợ từ cộng với no Đúng nhỉ? Ví dụ kia cái ví dụ đầu tiên của chúng ta là dùng tính dùng danh từ đúng không? Là dùng no Nhưng đây chúng ta dùng trợ từ ví dụ này Tokyo eki made iku kipu Là gì đây nhỉ? Cái vé mà đi đến ga Tokyo thì phải chuyển về dạng đó là Tokyo ekima deno no Kip Đúng nhỉ? À tại sao lại thế? Nhiều người sẽ thắc mắc thì mình sẽ giải thích luôn cái này cho mọi người Lý do tại sao nhá Chẳng hạn này Chúng ta muốn nói cái câu là Tôi muốn mua vé đến Tôi muốn mua vé uh, đến ga Tokyo đúng không? Đấy Tôi muốn mua vé đến ga Tokyo Thì nhiều người sẽ nói, sẽ viết như thế này Tokyo Eki đúng nhỉ? Made, keep, O oh. kaitai. Đấy, nhiều người sẽ nghĩ là như thế này. Thế các bạn quan sát xem nhá. Đây, tôi muốn mua cái vé, đúng không? À, chúng ta thấy rằng muốn mua một cái gì đó thì nó phải là đằng trước là một danh từ. Chúng ta thấy rằng ở đây có từ Tokyo Eki là ga Tokyo là một danh từ, đúng nhỉ? n và đằng sau là kịp cũng là danh từ do vậy thì nó phải nối với nhau bằng nếu mà nối với nhau bằng bằng mỗi cái trợ từ ma đế không thì nó đang lửng nó đang chưa tạo ra một cái câu văn chặt chẽ về mặt ngữ pháp đúng về mặt ngữ pháp đúng không đây hai danh từ không thể nối với nhau bằng cái từ bằng cái trợ từ ma đế được do vậy chúng ta cần phải bổ sung trợ từ nô vào đây để nó ra cái dạng hình thức là gì đây nhỉ n 1 nô n 2 đấy lý do là tại sao lại có cái dạng như thế đúng nhỉ Mọi người lưu ý cho mình cái này nhá. Rồi, mình sẽ xóa cái này đi. Tiếp theo này, ví dụ như là gì đây nhỉ? À, kiri de Okota Jiko là cái tai nạn mà xảy ra ở chỗ chắn tàu đúng không? Thì mình sẽ à, cũng tương tự như vậy, mình sẽ không dùng là gì nhỉ? Fumikiri de Jiko mà phải có thêm từ no vào hay là gì nhỉ? Ryoshin shita hanashi ai câu chuyện đã nói chuyện với bố mẹ sẽ phải nói là gì nhỉ? À, Ryoshin xin no Hanashi ai là cuộc thảo luận với bố mẹ, cuộc nói chuyện với bố mẹ nhé. Hay là gì nhỉ? Uh, Tomodachi kara morata tegami. bức thư mà đã nhận được từ bạn ấy thì khi biến nó về danh từ phải là Tomodachi kara no tegami chứ không được để mỗi là Tomodachi kara tegami là không đúng đâu nhá. Hay là haha ni ageru okurimono là gì nhỉ? Quà mà sẽ tặng mẹ. Thì tự thì cái từ ní hơi đặc biệt chúng ta sẽ không để là ní nộ mà phải biến ní thành e nhá. Thành gì nhỉ? Haha e no Uh, Okurimono quà mà dùng để tặng mẹ. Thực ra cái từ nô no này nó thay cho mấy cái động từ. Ví dụ đây là thay cho động từ ageru này thay cho động từ mora, thay cho động từ gì đấy? Uh, hanas, Hanas gì nhở? Động từ um, nói chuyện đấy, đúng không? Hay là đây thay cho cái từ xảy ra này. Đây, okoru đây thay cho yự. Lưu ý nhá, khi mà có trợ từ thì chúng ta phải có dạng trợ từ cộng nô no, chứ không được ghép trực tiếp. Không có dạng là tomodachi, karategami biến là một danh từ đâu. Tiếp theo đó là dùng các từ có vai trò như trợ từ cộng với nô no. ví dụ các từ có vai trò như trợ từ như là Ni nisa shite ni atate to thì những cái này có cả là học ở trong ngữ pháp N3 có cái học trong ngữ pháp N2 chẳng hạn như là semenitsite kaitahon là quyển sách viết về gì đây nhỉ? Viết về sinh mạng đúng không? Thì để như thế này ấy, thì nó chưa thành một cái tổng thể nó chưa thành một cái danh từ biến nó về một cái danh từ chúng ta phải biến về là semenitsite no hon là sách mà về sinh mệnh thì thực ra no này cũng gần như là thay thế cho từ cai tạo hay là gì nhỉ siêu số ni atate NA jumbi là gì nhỉ những cái chuẩn bị cần thiết cái dịp đúng không nhỉ khi mà tìm việc ấy thì chúng ta sẽ nói là siêu SURU ni atate no jumbi những cái chuẩn bị mà khi tìm việc tiếp theo Đấy là dùng từ có vai trò như trợ từ Đấy, dùng những từ, dùng những ngữ pháp có vai trò như trợ từ Thì khi đó chúng ta sẽ chia thể rự hoặc thể tờ Đúng nhỉ? Ở trên đây có một số cái là chúng ta để nguyên thể T cộng với nô no. Còn những cái này chúng ta sẽ để thể rự hoặc thể tờ Ví dụ nhá ni tai này Đấy, chúng ta sẽ có là ni tai Ni kan sẽ là ni kan suru Ni sẽ là ni yoru Ni moto là dựa trên Sẽ học ở trong phần ngữ pháp N2 Có nghĩa là dựa trên cái gì đó, đúng nhỉ? Sẽ có hai dạng là ni motozuku hoặc là ni motozita ni sotte sẽ là ni sota đúng nhỉ cũng là dựa trên này ni ojite sẽ là ni ojita, nghĩa là ứng với đúng nhỉ đấy ni te là đáp ứng đúng nhỉ sẽ là ni kotai nhá thì tùy từng cái mà chúng ta sẽ chia thể rự hoặc thể tả có cái chia cả hai chẳng hạn shino anitaite hantai ikeo là nói cái ý kiến phản đối đối với lại cái gì nhỉ cái phương án của thành phố đúng không thì khi biến cái câu này thành một danh từ ấy đấy chúng ta sẽ thành là à shino anita sự hanta là cái ý kiến mà phản đối đối với lại dự án của thành phố đúng nhỉ đấy à jikoge shiraberu là gì nhỉ đây là một câu đúng không tìm hiểu cái điều tra liên quan đến nguyên nhân của tai nạn thì khi biến về danh từ chúng ta sẽ chỉ chuyển thành à Jikogen ini kansuru chosa là cái cuộc điều tra mà liên quan về nguyên nhân tai nạn đúng nhỉ mà liên quan đến nguyên nhân tai nạn nhé hay là gì nhỉ kê các cự hiểu ni sote sa susumeru là gì nhỉ tiến hành các thao tác tiến hành công việc dựa trên cái bản kế hoạch thì biến về dạng danh từ sẽ là gì nhỉ kê các cử hiểu ni sota sa no shinko là gì nhỉ, là gì nhỉ? Là gì nhỉ? cách tiến hành các công việc dựa trên cái bản gì đấy bản uh, kế hoạch đúng không thì đây chúng ta có siraberu là, là động từ nghĩa là tìm hiểu thì dạng danh từ chúng ta có thể dùng từ cho sas đúng nhỉ đây có từ ssumeru là xúc tiến thì đây có thể dùng từ shinko là tiến hành hay là nendeni ojite undorio cho suru là điều chỉnh cái lượng vận động ứng với lại tuổi đúng nhỉ ứng ừ, với độ tuổi thì biến về dạng danh từ là nendeni ojita undorio no cho xe là điều chỉnh cái lượng vận động mà ứng với lại độ tuổi à, đọc đến đây chắc là nhiều bạn vẫn đang thắc mắc tại sao lại phải học cái này đúng không thì như mình đã nói đấy rất là quan trọng khi mà dịch câu văn chúng ta phải xác định được đâu là danh từ của nó đúng nhỉ thì chúng ta mới có thể dịch được chính xác chứ nếu mà không chúng ta không phân biệt không phân tích được thành phần câu thì không thể nào mà dịch được chuẩn đâu đúng nhỉ thì bước vào phần dịch câu chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nhá có thể là hơi khó hiểu với các bạn bây giờ thì nhưng mà các bạn hãy cố gắng đọc tài liệu và làm xem video nhiều lần để đọc thêm tài liệu và làm bài tập thì các bạn sẽ hiểu ra vấn đề và dạng cuối cùng khi mà bổ nghĩa đó là chúng ta dùng các mẫu câu biểu thị trạng thái ví dụ như là bakari này tori mamai là has cộng với no ví dụ sono basu wa bakari da tức là cái xe buýt đấy ấy, đúng nhỉ thì vừa mới sửa đúng nhỉ thì khi mà biến nó về dạng danh từ là cái xe buýt mà vừa mới sửa ấy thì sẽ phải để là shurishita bakari no basu nhá Phải có dạng là no Basu Hay là Sono Keshiki Xin lỗi Sono Keshiki wa gaido buku de mita tori Tức là cái cảnh sắc đấy ấy, Giống như là nhìn thấy Ở trong sách um, du lịch Sách hướng dẫn du lịch đúng không nhỉ Thì mình sẽ để cái dạng bổ nghĩa là gì nhỉ Gaido buku de mita tori no Keshiki Là cái phong cảnh mà Đúng như nhìn thấy Ở trên sách du lịch đúng không nhỉ Hay là Sono fuku wa yogoreta mama da bộ quần áo đấy vẫn còn bẩn nguyên thì dạng danh từ đấy là yoreta mama no fuku là bộ quần áo vẫn còn bẩn nguyên hay là nimotsu ga ashita todoku hazu da tức là chắc chắn là ngày mai hành lý sẽ được chuyển đến thì biến về dạng danh từ là hành lý mà chắc chắn sẽ được chuyển đến trong ngày mai sẽ là gì nhỉ? À, ashita todoku hazu no nimotsu là cái hành lý mà chắc chắn sẽ được chuyển đến trong ngày mai nhá. Đấy đấy là cái phần nội dung của bài học ngày hôm nay thì có thể là cái phần sau nó hơi khó hiểu một chút thế nhưng mà mọi người hãy cố gắng là lắng nghe lại và làm bài tập thì mọi người sẽ hiểu hơn nhé buổi số 3 chúng ta sẽ học về phần dịch câu đúng không nhỉ đấy dịch câu cách thức áp dụng như điều đã học ở buổi 1 và buổi 2 ý là buổi 2 vào phần dịch câu rồi chào và tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn ở các video sau